nghiêng. Cái đó độ nghiêng, à đúng rồi, độ nghiêng của xe, đúng rồi, đúng rồi. Đó, nghiêng ơi, nghiêng lên coi. Cân bằng, rồi đúng rồi. Đó. Ui, khiếp quá, trời. Nữa coi. Không, à, lên lần hai bên luôn hả? Lên nữa coi. Lên nữa coi. À, lên nữa coi. Đúng rồi, lên đó. Lên. Rồi, xuống đi. GC70. Hàng đời mới VIP thiệt. Biết luôn hả bạn? Ôi. Xuống mấy cắn đâu, hạ xuống đây. Hình như hai nút bấm bên tay nè, nút bấm kìa, bấm á, nút bấm đúng rồi à. Đâu bấm coi, bấm thử hai nút đó coi. À lên. À, à. Lên, lên từ gác luôn. DC70. Hư vỏ. Chạy kiểu đó hư vỏ đi. Đá không à. Vỏ còn quá mới luôn mà các bạn. Nè. Vỏ đi ruộng còn quá mới ha. DC70. Máy này hoạt động hết chứ. À. Test thử rồi các bạn ha. Đủ kiểu hết ha. Trời. Đủ kiểu hết ha. Ôi. Nó xài do nhiều chương trình quá ta. Cái này hình như chắc nó lùa ra đây nè. Lùa ra bên hông. Là nó khỏi lên máng á. Cái cần trên là gì? Thôi, à hình như xả lúa. Chắc vậy. À cái này nó, à cái này nó vừa chém vừa bó rơm luôn coi. Vừa cắt ra vừa bó luôn. Rất là nhiều chế độ. Con GC70.
Ủa cái vàng ngàm trước còn không? Còn đủ. Sao còn có hai que vậy? Bề ngang nó khoảng bao nhiêu? Bề ngang ngàm á. Này hả? Còn cái mét 2 đi. Cái 50 hả? 50. 1 mét. Mét rưỡi. 2 mét à? Mét 50. 30. 31, 32, 6, 3, 9, 4, 5, 6. 30 thôi. 1 mét rưỡi. Vừa chạy ấy, ôi, vừa cua vừa chạy cho nó đỡ hư xe hư vỏ. Đúng rồi. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Đúng rồi. Ghê, mạnh ghê. Sên nè, rồi từ xích, từ các cái bánh nè, nói chung mọi thứ là rất là đẹp, xe còn rất mới. Nói chung xe hoạt động ngon lành, cành đào, xe về không dọn luôn. Coi coi bao nhiêu giờ mà giờ nó nằm đây luôn nè, xài bản điện luôn các bạn, xăng gần hết rồi. Chạy 848 giờ à, 848 giờ. Ô, nó xài tháng dầu luôn ha. Hả à, nè mình đạp vô nè, nghe nó đóng nè. Mấy nút này để chỉnh gì ạ? Mấy nút, hai nút này nè. Để chỉnh này UFO. À chỉnh nghiêng. Chỉnh nghiêng nhiều, nghiêng ít. Thì mình kéo là tự nghiêng nhiều, nghiêng ít nè. Này chỉnh tốc độ nè. Biết rồi. Ví dụ mình muốn cho nó nâng bên này lên thì mình chỉnh bên đó, là cái này nó tự động nè. Rồi. Đây, đúng rồi. Sẽ tự động nâng lên. Để đây là cân bằng nè. Quá dữ dội. Yên đồ này nọ ok ha. Đàn đúng nó đầy đủ hết. Wow, cái thùng lúa khủng khiếp. Thùng lúa khủng khiếp thiệt. Này biết bao nhiêu là lúa. Rồi, bạn nào có nhu cầu cứ alo với anh chủ ha. Rồi, mến chào các bạn.